Nhà khá hay, Văn Toàn. Văn Toàn! Văn Toàn! Bàn thắng dành cho Hành Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu này. Phía trong là Văn Toàn, thêm một cơ nữa dành cho Hành Gia Lai. Văn Toàn! Cú đúp dành cho Văn Toàn và tỷ số là 3-0. Một trận đấu miễn chê của Văn Toàn. Văn Toàn, thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai. Thì hôm nay mình thay mặt câu lạc bộ Hoàng Gia Lai xin gửi chúc đến tất cả các bạn có một ngày giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nguy hiểm, Văn Toàn, tỷ số được cân bằng 1-1 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn không biệt vị đối mặt với Quang Thế Tài, rất đồng đội Chevrolet. Trận đấu đã khép lại, trận đấu đã kết thúc dù chờ trọng tài thứ tư còn chưa giơ biển báo phút bù giờ. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.